Hello everyone. Thầy xin chào các bạn lớp CAM 62 ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng review lại bài cũ tuần ngày 12 và 13 tháng 8 nha. Rồi, đầu tiên chúng ta có phần từ vựng, có những từ sau đây. Number one, chúng ta có từ biệt thự, villa, biệt thự, villa. Rồi, từ thứ hai. Number two, chúng ta có từ nhà tranh. We say cottage. Rồi, tiếp theo, nhà sàn. Chúng ta có từ stilt house. Rồi, number four, chúng ta có từ sảnh. Hall. Rồi, number five, chúng ta có từ đèn bàn. We say lamp. Number 6, kệ chén, chúng ta có từ cupboard. Rồi, number 7, chúng ta có từ máy rửa chén, dishwasher. Rồi, number 8, chúng ta có từ tủ ngăn kéo, đầu tiên, chest. Rồi, từ thứ hai, of. Từ thứ ba, drawers. Rồi, ghép lại, tủ ngăn kéo, chest of drawers. Again, chest of drawers. Rồi, chúng ta có từ tủ ngăn kéo, chest of drawers. Again, tủ ngăn kéo là chest of drawers. Rồi, number nine, we have bồn rửa mặt. We say sink. Number 10, tủ lạnh. Chúng ta sẽ có từ fridge. Rồi, ghế sofa. Number 11, ghế sofa. Chúng ta có hai từ. Một là sofa. Hai là từ couch. Rồi, again, number 11, sofa or couch là ghế sofa. Rồi, number 12, bồn tắm, chúng ta có từ shower. Right, tiếp theo là phần structure, là phần chúng ta đã review lại thì hiện tại tiếp diễn bao gồm là công thức của thì hiện tại tiếp diễn, dấu hiệu nhận biết và những cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn, và cả thì hiện tại đơn là công thức của thì hiện tại đơn, dấu hiệu nhận biết và cách dùng, chúng ta đã ghi vào tập rồi đúng không nào. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ học thêm một bài, đó là modal verbs, động từ kiếm khuyết. Đầu tiên là cách sử dụng của động từ kiếm khuyết. Động từ kiếm khuyết được dùng để nêu lên khả năng thực hiện hành động, sự bắt buộc, khả năng xảy ra của sự việc. Rồi, tiếp theo là chúng ta có hình thức. Theo động từ kiếm khuyết thì sẽ theo sau chủ ngữ và đứng trước động từ nguyên thể hay là động từ nguyên mẫu không có to. Thứ hai đó là chúng ta sẽ không chia theo chủ ngữ trừ với từ have to. Và thứ ba đó là thêm not ở phía sau khi ở dạng phủ định, ví dụ như là rồi, I must go, tôi phải đi rồi ha. Rồi, tôi thấy ví dụ như là I must go, tôi phải đi rồi, thì chúng ta cùng nhìn lại. Must là động từ khiếm khuyết. Trong câu này, I must go, thì must là động từ khiếm khuyết. Rồi, chúng ta có thể thấy động từ khiếm khuyết theo sau chủ ngữ là chủ từ I. Rồi, đứng trước động từ nguyên thể không có to. Này, động từ nguyên thể không có to là động từ go. Rồi, hoặc là, nếu mà phủ định thì là I must not. Hoặc là mình có thể viết tắt là mustn't go. Đó, tôi phải đi, hoặc là tôi không được phép đi. I mustn't go là tôi không được phép đi. Rồi, thêm not ở phía sau khi ở dạng phủ định. Này, must, nếu muốn phủ định thì là must not, hoặc là viết tắt là mustn't. Rồi, đó là ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai, he should not disturb her now. Rồi, từ trong câu này thì modal verb
Động từ kiếm khuyết là động từ should. Rồi, chúng ta thấy động từ should thì sao sao chủ ngữ là he. À, theo sao chủ ngữ là he. Và đứng trước động từ nguyên thể không có to, disturb. À, động từ nguyên thể không to. Và ở đây là câu dấu dấu trừ đúng không? À, dấu trừ thì là câu phủ định thì sẽ not ở sau 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 động từ kiếm khuyết là động từ should. Rồi, dịch ta chúng ta có dịch là dịch câu này là anh ta không nên làm phiền cô ấy ngay lúc này. Rồi, đó là phần modal verb động từ kiếm khuyết. Thứ ba là phần homework của chúng ta. Thứ bảy chúng ta sẽ trả bài phần từ vựng 12 từ ở trên đây. 12 từ mà chúng ta vừa review lại. Rồi, tiếp theo là ngữ pháp thì hiện tại đơn là chúng ta đã trả bài rồi. Tuy nhiên là có rất là nhiều bạn chưa nắm được bài nên là thầy sẽ trả bài tiếp tục. Bài ngữ pháp thì hiện tại đơn. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ bài sẽ trả bài chủ nhật chúng ta sẽ trả bài ngữ pháp modal verbs. Rồi, phần thứ hai là chúng ta có exercises trong sách exercise 3 page 39, exercise 1 page 40, exercise 1 page 41, exercises 1 2 3 page 44 and exercises 2 3 4 page 46. Right, đó là phần toàn bộ nội dung phần review của lớp lớp kèm 62 chúng ta ha. Rồi, thầy xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.